Xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nguyễn Toàn Toyota. Em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Kính thưa quý anh chị, ngày hôm nay em Toàn muốn mang đến cho quý anh chị về một chiếc clip đặc biệt cập nhật về giá và chương trình khuyến mãi của mẫu xe Toyota Fortuner ở thời điểm là đầu tháng 6 năm 2023. Và trước màn hình của quý anh chị chúng ta đang có mẫu Toyota Fortuner Legender. Thì chắc hẳn những quý anh chị nào đã tham khảo dòng Toyota Fortuner Legender cũng biết được rằng hiện tại đối với mẫu xe này được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là trước màn hình của quý anh chị 2.4 một cầu số tự động, và phiên bản thứ hai là phiên bản 2.8 hai cầu số tự động. Với phiên bản trước màn hình của quý anh chị sẽ có mức giá niêm yết là 1.259 tỷ đồng, và khi mà quý anh chị lựa chọn màu trắng ngọc trai thì quý anh chị sẽ có mức giá niêm yết cao hơn giá đó là 8 triệu đồng. Thì ngoài màu trắng ngọc trai thì quý anh chị sẽ còn các lựa chọn màu khác nữa như là màu bạc, màu đồng, ánh kim hoặc là màu đen. Vậy thì ngày hôm nay em sẽ cập nhật về giá lăn bánh cũng như là chương trình khuyến mãi của mẫu xe này, và đặc biệt đây là một mẫu xe Fortuner Legender một cầu số tự động được sản xuất vào năm 2022. Em nhớ hình như nó được sản xuất vào tầm khoảng tháng 10 tháng 11 năm 2022. Thì vẫn với giá niêm yết đó 1.259 tỷ đồng, nhưng quý anh chị sẽ được một mức giá lăn bánh kèm theo một chương trình khuyến mãi giảm khủng khiếp ở thời điểm hiện tại, khi mà quý anh chị liên hệ kênh Nguyễn Toàn Toyota mua xe ở thời điểm tháng 6 năm 2023 này đối với mẫu xe được sản xuất năm 2022. Đối với mẫu xe được sản xuất năm 2022, chương trình khuyến mãi lên đến hàng trăm triệu đồng ở thời điểm hiện tại, và nó sẽ hấp dẫn như thế nào với việc giá niêm yết là 1.259 tỷ đồng, khuyến mãi lên đến hàng trăm triệu đồng, thì quý anh chị sẽ lăn bánh ở tháng 6 năm 2023 đối với mẫu xe này là bao nhiêu. Thì trước khi đến phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi, xin mời quý anh chị cùng em một lần nữa nhìn ngắm lại những ưu điểm, nhược điểm, những trang bị có trên Toyota Fortuner Legender này một lần nữa, rồi sau đó em Toàn sẽ báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi để cập nhật cho quý anh chị ở thời điểm tháng 6 năm 2023 này. Xin mời quý anh chị. Sau nhiều năm trung thành với thiết kế cũ được giới thiệu trên thế hệ thứ hai từ năm 2016, Toyota Fortuner cuối cùng cũng đã rũ bỏ được dáng vẻ lực điền bụi bặm để vươn tới một diện mạo tinh tế sang trọng và mãnh lực hào hoa hơn. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 1795, 1855, 1835mm, chiều dài cơ sở là 2745mm, khoảng sáng gầm xe cao nhất phân khúc 279mm. Toyota Fortuner Legender cao cấp có sự đột phá về phần đầu xe, chính là phần lưới tản nhiệt được thiết kế mới, mở rộng hơn trước với họa tiết kiểu xương cá, khỏe khoắn, đậm chất thể thao kết hợp với đèn LED mang lại vẻ hiện đại, trẻ trung cho một chiếc SUV đô thị. Phần cản trước của xe được thiết kế đẩy cao lên trên, chiếm một phần lưới tản nhiệt và có ốp màu bạc. Hút hốc gió được thu nhỏ lại và tích hợp đèn sương mù dạng bi LED. Phần thân xe cũng được tạo hình với hai đường gân nổi cùng tay nắm cửa mạc chrome đẹp mắt. Cụm gương chiếu hậu được trang bị ốp mạc chrome sang trọng cũng như được tích hợp dải đèn LED báo rẽ. Xe trang bị mâm hợp kim 18 inch, hai tông màu đen, bạc, sang trọng và thể thao. Phía sau đuôi xe tiếp tục cho thấy cảm hứng về một mẫu xe có ngoại thất sắc cạnh với cụm đèn hậu thanh mảnh, cánh gió trên cao giúp giảm đi cảm giác trống vắng nơi tiếp điểm giữa nóc xe và kính hậu. Bên cạnh đó là dải đèn LED phanh giúp tăng thêm khả năng nhận diện cho xe khác trong đêm tối. Phần cụm đèn sau của đuôi xe được thiết kế mang đậm chất phong cách thể thao, độc đáo, riêng biệt lại cực kỳ ấn tượng. Cụm đèn hậu của xe sử dụng đèn LED. Ngoài ra, cản sau cũng được tái thiết kế với tạo hình hai hốc phản quang hình chữ L, tạo giúp thêm vẻ vững vàng, thể thao cho mẫu xe SUV này. Điểm khác biệt nổi bật của xe là không gian nội thất. Trên Legender là da đỏ đậm đen, trong khi bản tiêu chuẩn chỉ có màu đen. Vô lăng được kết hợp ốp gỗ và da, nhìn khá sang trọng. Vô lăng có đầy đủ các nút bấm điều khiển, tránh cho tài xế phân tâm khi phải thao tác trên màn hình. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ đẹp mắt với màn hình hiển thị đa thông tin. Cụm cần số được bọc da và kết hợp với chất liệu nhựa màu bạc. Màn hình giải trí trung tâm của xe có kích thước 8 inch, cùng có kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Sở hữu chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc, Toyota Fortuner vì thế mang lại không gian nội thất với các hàng ghế có khoảng duỗi chân rộng rãi, thoải mái. Ghế ngồi trên tất cả các phiên bản đều được bọc da. Hàng ghế trước ở cả tài xế lẫn bên phụ đều được trang bị tính năng chỉnh điện lên đến 8 hướng. Hàng ghế thứ hai có thể gặp 60-40, một chạm, chỉnh cơ 4 hướng. Tựa lưng hành khách ở giữa có thể bật xuống làm bệ tì tay và nơi để thức uống. Cốp xe Fortuner khá rộng rãi dù chưa gặp hàng ghế thứ ba xuống. Phần cốp này có thể chứa ít nhất 4 vali lớn hoặc 6 vali cỡ trung, mang đến không gian để hành lý cho cả gia đình trong những chuyến đi dài. Với mức giá niêm yết là 1.259 tỷ đồng, và ở thời điểm hiện tại ở đầu tháng 6 năm 2023 chương trình khuyến mãi lên đến hàng trăm triệu đồng giảm khủng khiếp ở thời điểm hiện tại, thì mẫu xe này sẽ lăn bánh giá ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm tháng 6 này sẽ là như thế nào. Dành cho những quý anh chị đang quan tâm mẫu xe này thì em sẽ không để quý anh chị chờ lâu hơn nữa, em Toàn sẽ đến với phòng báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi. Với mức giá niêm yết như trên thì để mẫu xe này lăn bánh quý anh chị bắt buộc và các khoản chi phí như sau. Thứ nhất, thuế trước bạ 10% tương đương là 125.900.000 đồng. Ngoài ra nếu mà quý anh chị lăn bánh tại Hồ Chí Minh sẽ có thêm phí biển số là 20 triệu, nếu anh chị ở tỉnh huyện sẽ là 1 triệu. Các chi phí bắt buộc cần phải có nữa như là bảo hiểm dân sự, phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm thì ba khoản chi phí nào đó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết tất cả các chi phí bắt buộc phải có, quý anh chị giảm đi rất nhiều tiền mặt ở thời điểm hiện tại, và cụ thể là bao nhiêu thì hãy liên hệ kênh Nguyễn Toàn Toyota qua số hotline phía bên dưới màn hình để được biết chi tiết. Thì mẫu xe này lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 287 triệu đồng, và nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện giá lăn bánh thấp hơn 1 tỷ 268 triệu đồng. Kính thưa quý anh chị, giá niêm yết 1 tỷ 259 triệu đồng nhưng lăn bánh ở tỉnh huyện chỉ 1 tỷ 268 triệu đồng, tức là quý anh chị thêm đâu đó chưa tới 10 triệu đồng nữa để lăn bánh mẫu xe này, trong khi thuế của nó là 10%, 125 triệu tiền thuế mà lăn bánh rất thấp ở thời điểm hiện tại. Thì quý anh chị còn chần chừ gì nữa mà không lựa chọn mua ngay những mẫu xe như thế này? Những quý anh chị nào đang tham khảo, đang xem video clip này của em thì quý anh chị có phân vân giữa đời xe 2022 hay là 2023 hay là không? Nếu mà quý anh chị đang phân vân giữa hai đời xe thì em khuyên nên quý anh chị là nên lựa chọn những mẫu xe 2022, bởi vì 2022 và 2023 chúng ta sẽ không có sự thay đổi về mẫu dáng option xe, nhưng về mức giá lăn bánh chênh lệch rất lớn ở thời điểm hiện tại. Khi mà quý anh chị liên hệ em Toàn qua số hotline phía dưới màn hình, quý anh chị ngoài mức giá lăn bánh mà em vừa báo cho quý anh chị còn sẽ được tặng thêm một gói phụ kiện trang bị đi kèm đủ dùng để quý anh chị có thể phục vụ mục đích gia đình hoặc phục vụ mục đích kinh doanh của quý anh chị ở thời điểm hiện tại khi mà mua mẫu xe này lăn bánh ở ngoài đường. Một mức giá lăn bánh không tưởng ở thời điểm tháng 6 năm 2023 dành cho mẫu Toyota Fortuner một cầu này được sản xuất vào năm 2022. Những quý anh chị nào mua màu trắng ngọc trai nhớ hãy cộng thêm dùm em giá niêm yết là 8 triệu đồng nữa. Vậy thì để mua mẫu xe này dưới hình thức trả góp thì quý anh chị chỉ cần chuẩn bị là 357 triệu đồng và em Toàn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị với hai gói lãi suất ở thời điểm hiện tại và cam kết với quý anh chị rất tối ưu. Gói thứ nhất cố định xuyên suốt thời gian vay 1 năm với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.95% trong tháng, và gói thứ hai hỗ trợ cố định xuyên suốt thời gian vay với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.88% trong tháng. Quý anh chị không nghe nhầm đâu, em sẽ hỗ trợ cố định xuyên suốt thời gian vay với gói thứ hai, và cả hai gói mà em vừa báo cho quý anh chị thì đều có thể vay được đến là 8 năm và vay được tối đa là 80% giá trị xe. Tuy nhiên với gói vay thứ hai cố định xuyên suốt thời gian vay tức là cố định 8 năm mỗi tháng chỉ 0.88% thì quý anh chị phải sao kê lương, chứng minh thu nhập và chứng minh thu nhập qua hình thức sao kê ngân hàng thì mới có thể hỗ trợ được, áp dụng được gói vay này. Còn nếu mà quý anh chị không thể sao kê lương, chứng minh thu nhập được thì quý anh chị sẽ được hỗ trợ gói vay đầu tiên, và gói vay đầu tiên cũng là một gói vay rất là tối ưu ở thời điểm hiện tại rồi. Những quý anh chị nào đang thắc mắc về giá lăn bánh chi tiết tại nơi mình ở, tại vì mỗi tỉnh mỗi thành phố sẽ lăn bánh khác nhau, hoặc là muốn biết được bạn góp chi tiết ngân hàng mỗi tháng phải chi trả là bao nhiêu tiền, tùy theo quý anh chị là đưa trước bao nhiêu tiền, vay bao nhiêu năm và sẽ áp dụng được gói vay như thế nào thì hãy liên hệ kênh Nguyễn Toàn Toyota qua số hotline phía bên dưới màn hình để được hỗ trợ cách chi tiết nhất, để được gửi báo giá, gửi bản góp chi tiết ngân hàng và sẽ được tư vấn về cái hình thức mua xe cũng như là những thủ tục mua xe như thế nào, tiền mặt thì sẽ như thế nào, và mua xe qua hình thức vay ngân hàng sẽ cần những hồ sơ và thủ tục như thế nào. Hãy liên hệ cho em Toàn qua số hotline phía dưới màn hình để được hỗ trợ cách chi tiết nhất. Nếu mà quý anh chị đang muốn tham khảo một phiên bản nào khác hoặc một dòng xe khác của nhà Toyota mà muốn có một giá lăn bánh hấp dẫn, cam kết với quý anh chị khi mà quý anh chị liên hệ em Toàn qua số hotline phía dưới màn hình luôn luôn có một mức giá lăn bánh hấp dẫn và tối ưu nhất thị trường ở thời điểm hiện tại, và em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị tư vấn một cách chu đáo và nhiệt tình nhất. Nếu mà cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em cũng như là ủng hộ kênh Nguyễn Toàn Toyota có thêm nhiều động lực nữa để làm thêm nhiều clip cập nhật cho quý anh chị những cái chương trình khuyến mãi hoặc là mức giá lăn bánh hoặc là một cái sự thay đổi nào đó của một bất kỳ dòng xe nào của Toyota mà thời gian sắp tới. Em tin chắc rằng ở thời điểm mà kinh tế đang khó khăn thì cái chương trình khuyến mãi luôn luôn sẽ thay đổi rất nhiều ở trong tháng. Một tháng có khi sẽ có 3 đến 4 chương trình khuyến mãi, thì quý anh chị hãy đăng ký kênh để được nhận thông báo khi mà em làm clip cập nhật chương trình khuyến mãi tiếp theo của mẫu xe này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị video kế tiếp.